What's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Chung. Thì hôm nay Chung sẽ làm một cái video nhanh, ngắn gọn thôi, không có gì hết. Chỉ là Chung muốn update với mấy bạn một cái video về cái giveaway. Thì hồi hôm bữa trước cái video này là Chung có giveaway đến mấy bạn 15 cái áo Conqueror đúng không? Thì ok, là thứ sáu này thì Chung sẽ quay livestream ở trên Facebook để coi xem 15 bạn nào là người chiến thắng của 15 chiếc áo đó. Thì là Chung thấy các bạn tham gia giveaway rất là nhiệt tình, rất rất là vui luôn. Thì các bạn có vô comment trong Facebook rồi share cái video đó của Chung thì Chung thấy rất là vui. Thành ra là thì bây giờ channel của Chung á thì subscriber cũng rất là tương đối, là hiện tại đang là 3.400. Thì thực sự rất là vui khi đạt được con số 3.400. Ok, thì hiện tại là cái channel của Chung bây giờ là hiện tại bây giờ cái channel của Chung đang là mới đạt, vừa rồi Chung mới vừa check tức thì luôn, là 3.400 subscriber. Thì một con số cũng rất là tương đối, rất là Chung thấy rất là vui khi đạt được cái lượng subscriber như vậy. Thật sự không phải dễ để đạt được cái lượng subscriber và sự tin tưởng của mấy bạn khi coi cái video của Chung. Và nhờ như vậy thì Chung mới được cái sự quan tâm của bên MyProtein ở bên Anh. Thì thành ra là bây giờ là Chung nghĩ rằng á, là Chung sẽ làm thêm một cái giveaway để mà mừng cho cái việc mà Chung đạt được 3.400 subscriber. Và sau này nữa thì subscriber nó sẽ lên, thì hy vọng là mấy bạn có thể giúp Chung đạt được 10.000 subscriber ha. Thì thực sự cái con số đó rất là khổng lồ, thì rất là hay. Chung rất là thích đạt được lượng subscriber và cũng như cái lượng view từ mấy bạn rất là nhiều. Thì ok, ngắn gọn lại là thực sự là Chung đang rất là muốn tổ chức một cái giveaway nữa, nhưng đợt này là liên quan tới thực phẩm bổ sung và cũng như là liên quan tới cái hãng mà Chung đang được tài trợ, đó là MyProtein. Thì cái giải thưởng cũng rất là hấp dẫn. Thì là thì chúng ta sẽ có hai giải ha. Thì bắt đầu Chung sẽ chỉ nghĩ ra một giải thôi, nhưng mà Chung sẽ muốn nhiều người trúng hơn ra, Chung sẽ tạo thành hai giải cho mấy bạn. Thì bây giờ là cái luật chơi cũng y như là cái clip Conqueror hồi hôm bữa. Thì mấy bạn, cái đầu tiên là mấy bạn phải share cái video này mà Chung post ở trên cái Facebook của Chung, ở chế độ public lên tường của mấy bạn, và thêm cái hashtag là Chung Nguyễn Present là một nè, MyProtein Việt Nam là hai, và chữ thứ ba là chữ giveaway. Nói chung là mấy bạn cứ yên tâm, Chung sẽ để cái luật ở dưới description, Chung sẽ để cái luật ở dưới phần miêu tả, và cả cái luật ở trên Facebook nữa. Thì mấy bạn sẽ thấy được cái post đó và mấy bạn sẽ share. Và thứ hai là mấy bạn sẽ vô like cái Facebook, cái page của MyProtein Việt Nam, page chính thức của MyProtein Việt Nam ha. Và thứ ba là và tiếp theo cái thứ hai đó là mấy bạn sẽ like, mấy bạn sẽ follow cái Instagram của MyProtein. Và tất cả hai cái link này Chung sẽ để ở dưới phần miêu tả cũng như trên Facebook. Và thứ ba, để phân biệt người chiến thắng thì mấy bạn nhớ comment cho Chung một số có ba chữ số bất kỳ, và nhớ tag thêm ba bạn nữa ha. Và để thú vị hơn thì Chung sẽ để cho cái việc mà để quay random này đến một tuần sau khi cái video này được lên sóng, giống như là cái video của Conqueror. Thì chuẩn bị Chung sẽ quay cái Conqueror rồi, thì sau đó nữa là Chung sẽ quay cái MyProtein, mấy bạn cứ yên tâm. Và phần thưởng thứ nhất, phần thưởng do bạn mà đầu tiên mà Chung quay chúng á, là sẽ là một bịch Impact Whey Protein Isolate 2,5 kg ha. Thì khi nào bạn trúng thì bạn sẽ liên lạc với Chung, và sau và Chung sẽ cho bạn lựa bất kỳ mùi nào có trên trang web của MyProtein. Rất là hay đúng không? Và thứ hai là một bịch và thứ hai sẽ là một bịch BCAA 500 g của MyProtein luôn. Thì mấy bạn trúng, Chung sẽ để cho mấy bạn lựa bất kỳ mùi nào ở trên trang web mấy bạn thích, và sau đó là Chung sẽ gửi về Việt Nam. Những bạn nào á ở thành phố Hồ Chí Minh thì Chung sẽ nhận giùm và Chung sẽ gửi cho mấy bạn. Còn những bạn nào ở tỉnh thì Chung sẽ nói với lại bên MyProtein ở bên Anh, họ gửi trực tiếp đến mấy bạn. Và mấy bạn đừng lo, là đây là hàng gửi tặng, thành ra là sẽ không có bất kỳ cái thuế gì hết. Thành ra mấy bạn cứ yên tâm ha. Mấy bạn nhớ tham gia ha. Chúng ta sẽ có hai giải và sẽ có hai người chiến thắng. Thì mấy bạn nhớ là like cả cái page của MyProtein ha. Thì cái việc mà mấy bạn like cái trang MyProtein Việt Nam
thì rất là có lợi cho mấy bạn, nghĩa là mấy bạn sẽ biết được những cái khuyến mãi mới này, những cái code mới ở trên trang web, và mấy bạn có thể kịp thời order để nhận được những cái lợi ích từ cái việc mà cái code đó. Cho nên là hy vọng mấy bạn sẽ like cái page giúp chung ha, và cũng như là follow ở trên Instagram, trên đó cũng có rất là nhiều những hình ảnh hay của nhiều vận động viên trên thế giới. Thì ok, mấy bạn nhớ like cả hai cái giúp chung ha. Thì rất là cảm ơn mấy bạn. Thì đây là một cái video update nhanh về cái việc giveaway, cho nên là những cái video sau thì Chung sẽ chia sẻ tiếp với mấy bạn những cái kiến thức về tập luyện cũng như là dinh dưỡng sau ha. Thì ok, mấy bạn nhớ like, share và subscribe cái channel giúp Chung để cho Chung mau đạt được 10.000 subscriber ha. Thì một con số rất đáng mơ ước. À ok, thì ngoài việc mà chúng ta subscribe cái channel của Chung á, thì có một cái việc rất là quan trọng mấy bạn cần phải làm cho cái channel của Chung, đó là khi mà chúng ta bấm vào subscribe thì ở trên YouTube thì nó sẽ có một cái hình cái chuông, thì cái chuông đó có tác dụng là sẽ báo thông báo cho mấy bạn biết là khi nào Chung up video mới lên. Thì mấy bạn có thể cũng như là giống như Facebook vậy, ai up cái gì lên thì nó cũng sẽ thông báo, cho nên là mấy bạn có thể click vào cái chuông nó giúp Chung. Cho nên là mỗi khi Chung ra video mới là bạn có thể sẽ được cập nhật liền ngay lập tức, và bạn có thể xem video đó sớm nhất có thể ha. Thì đôi khi là sẽ có những cái cập nhật nhanh giống như video này sẽ rất là hay nếu như mấy bạn cập nhật càng sớm càng tốt ha. Thì cảm ơn mấy bạn đã xem video và nhớ làm như vậy ha. Peace out.